chị em trong gia đình của mình. Và mà khóa học đầy bổ ích với rất nhiều công cụ, rồi số học DIC, quản lý cảm xúc nè, rồi nhân tướng, tư duy nhân quả. Trong khóa học này thì mình cảm thấy là mình tâm đắc nhất chính là tư duy nhân quả. Thì qua tư duy nhân quả thì mình đã dần dần chuyển hóa được tâm thân của mình.